hai các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món túp mỡ cháy tỏi ớt. Món này thì các bạn có thể là nhâm nhi hoặc là mình dùng để xào các loại ốc và có thể là món hột vịt lộn xào me các bạn. Vậy thì bây giờ mình cùng vào bếp để xem món này chế biến như thế nào nha. Nguyên liệu mình đã chuẩn bị sẵn, mình có nửa ký túp mỡ nè các bạn. Mỡ này là mình đã lọc da rồi nè các bạn, và mình rửa qua với nước muối cho sạch ha. Các bạn muốn ăn giòn hơn thì thịt mỡ các bạn có thể là để luôn cái phần da, còn hôm nay thì mình sẽ làm là mình bỏ da các bạn. Và một củ hành tím, và 50g tỏi xay sẵn, ớt và một ít ớt bột nha các bạn. Bây giờ mình sẽ luộc cái thịt mỡ này trong vòng 5 phút nha các bạn. Mình tính từ cái thời gian mà sôi các bạn. Mình khi luộc thì mình sẽ cho thêm một cái củ hành tím vào như thế này nè các bạn, để cho thịt nó có mùi thơm. Thịt mỡ mình luộc được 5 phút rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt ra và mình để cho ráo nước nha. Tiếp theo thì mình sẽ xắt cái phần thịt mỡ này nè các bạn. Bây giờ mình sẽ xắt như thế này nè. Mình đừng có xắt quá dày mà cũng đừng có quá mỏng nha các bạn. Dạo gần đây thì cái món túp mỡ cháy tỏi này rất là được nhiều bạn trẻ ưa thích nè. Và nó là món nhậu số 1 luôn các bạn. Sau khi mình xắt từng thanh như thế này nè các bạn, và bắt đầu mình sẽ xắt tiếp như thế này nha. Đừng có xắt quá mỏng mà cũng đừng có quá dày nha các bạn, để khi mà mình rán tóp mỡ thì mình ăn nó là vừa miệng. Sau khi mình xắt xong rồi, mình sẽ bắt một cái chảo lên và mình cho tóp mỡ vào để mình rán nha các bạn. Lưu ý là khi mình rán tóp mỡ các bạn, nhiệt độ của bếp là mình để nhiệt độ khoảng 3-4 thôi nha các bạn. Và tóp mỡ nó sẽ không có bị cháy và nó giòn nha các bạn. Và mình cho một ít muối vào để mình rán thì nó sẽ giúp cho tóp mỡ nó có vị mặn mặn và sẽ không có bị văng dầu nha các bạn. Khi rán thì mình sẽ dùng đũa mình sẽ đảo nhẹ tóp mỡ nha các bạn. Tóp mỡ này mình thấy nó có màu hơi vàng rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho thêm một ít tỏi vào để mình phi luôn nha. Nó sẽ giúp cho cái tóp mỡ nó có vị thơm. Tỏi nó vàng lên và mỡ cũng rán hết rồi thì các bạn sẽ vớt ra nha các bạn. Sau đó mình sẽ để cho tóp mỡ thiệt nguội và mình lấy một muỗng mỡ mà mình mới vừa rán được đó các bạn. Mình sẽ để phi hành tỏi và mình làm cái nước sốt để mà mình cháy tỏi tóp mỡ nha các bạn. Tỏi mình phi với cái nước mỡ rán hồi nãy các bạn là cực kỳ thơm luôn. Và mình cho một ít ớt vào như thế này thì nó sẽ tạo nên cái mùi cay, hơi cay nồng thôi. Thì khi mà mình làm tóp mỡ thì ăn rất là ngon. Tỏi vàng rồi mình sẽ vớt ra và mình bắt đầu mình làm nước sốt nha các bạn. Cho một muỗng mắm vào và tiếp theo sẽ cho một muỗng tương ớt vào. Và tiếp theo mình sẽ cho 15ml nước vào. Và mình cho 2 muỗng canh đường vào và 1/2 muỗng hạt nêm nha các bạn. Sau đó mình sẽ
trộn cái hỗn hợp này sao cho gia vị nó sánh và nó tan hết nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ cho tóp mỡ vào và mình đảo đều nha các bạn. Khi mình thấy gia vị thấm hết vào tóp mỡ rồi thì các bạn sẽ cho cái phần tỏi phi hồi nãy mình chuẩn bị sẵn vào để mình xào chung luôn nha các bạn. Như vậy là mình cũng vừa làm xong món tóp mỡ cháy tỏi ớt này các bạn. Món này thì sẽ giúp cho gia đình mình có một cái món nhâm nhi và các bạn có thể để vào một cái lọ và mình có thể là mình sẽ dùng dần đó các bạn. Hoặc là khi các bạn nào mình muốn xào các loại ốc hoặc là mình để làm xào trứng vịt lộn, xào me các bạn thì mình có thể để thêm vào ăn rất là ngon đó các bạn. Món ăn của mình cũng đã xong rồi các bạn. Xin hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt các bạn.